Chương 3. Năm thứ 15 đời Caesar Tiberi, khi Pontius Pilate làm quan tổng đốc xứ Jude, Herod làm vua chư hầu xứ Galilee, Philip em vua ấy làm vua chư hầu xứ Iture và tỉnh Traconit, Lysania làm vua chư hầu xứ Abilene, Anne và Caiphe làm thầy cả thượng phẩm, thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho rằng con Sacheri ở nơi đồng vắng. Răng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp têm về sự ăn năn để được tha tội, như lời đã chép trong sách đấng tiên tri Ê-sai rằng: Có tiếng kêu la trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài, mọi nơi xuống thấp sẽ lấp cho đầy, các núi các gò thì bị hạ xuống, đường quanh quẹo thì làm cho ngay, đường gập ghềnh thì làm cho bằng, và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Vậy Giang nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm phép báp têm rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau? Thế thì hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự nói rằng Abraham là tổ phụ chúng ta. Vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Cái búa đã kề gốc cây, hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và trụm. Chúng bèn hỏi Giang rằng: Vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng: Ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Cũng có những người thâu thuế đến để chịu phép báp têm. Họ hỏi rằng: Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: Đừng đòi chi ngoài số luật định. Quân lính cũng hỏi rằng: Còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: Đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình. Bởi dân chúng vẫn trông đợi, và ai nấy đều tự hỏi trong lòng: Nếu Giang có phải là đấng Christ chăng? Nên Giang cất tiếng nói cùng mọi người rằng: Phần ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, song có một đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay Ngài sẽ cầm nia mà dê thật sạch dân lúa mình, và thâu lúa mì vào kho, nhưng đốt chấu trong lửa chẳng hề tắt. Trong khi Giang giao truyền tin lành, thì cũng khuyên bảo dân chúng nhiều điều nữa. Song Herod, vua chư hầu, đã bị Giang can gián về việc Herodia, vợ của em mình, cùng về các điều ác vua đã làm, thì lại thêm một điều ác nữa là bắt Giang bỏ tù. Và khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Chúa Giêsu cũng chịu phép báp têm. Ngài đương cầu nguyện thì trời mở ra, Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Khi Đức Chúa Giêsu khởi sự làm chức vụ mình, thì Ngài có độ 30 tuổi. Theo ý người ta tin, thì Ngài là con Joseph, Joseph con Heli, Heli con Mattat, Mattat con Levi, Levi con Menchi, Menchi con Jane, Jane con Joseph, Joseph con Matathia, Matathia con Amos, Amos con Nahum, Nahum con Ikli, Ikli con Nage, Nage con Maat, Maat con Matathia, Matathia con Semein, Semein con Josech, Josech con Joda, Joda con Joanan, Joanan con Resa, Resa con Sorobaben, Sorobaben con Salathien, Salathien con Neri, Neri con Menchi, Menchi con Adi, Adi con Kosam, Kosam con Enmadan, Enmadan con Erer, Erer con Jesu, Jesu con Eliezer, Eliezer con Jorim, Jorim con Matthat, Matthat con Levi, Levi con Simeon, Simeon con Juda, Juda con Joseph, Joseph con Jonam, Jonam con Eliakim, Eliakim con Melea, Melea con Menna, Menna con Mattatha, Mattatha con Nathan, Nathan con David, David con Jesse, Jesse con Jobed, Jobed con Boo, Bô-ô con Sala, Sala con Na-ích-son, Na-ích-son con Aminadab, Aminadab con Admin, Admin con Aroni, Aroni con Ekrom, Ekrom con Phare, Phare con Juda, Juda con Jacob, Jacob con Isaac, Isaac con Abraham, Abraham con Thare, Thare con Naco, Naco con Serup, Serup con Ragao, Ragao con Phalek, Phalek con Hebe, Hebe con Sala, Sala con Cainam, Cainam con Abaxat, Abaxat con Sem,
Xem con Noe, Noe con Lamech, Lamech con Matusela, Matusela con Henoch, Henoch con Jared, Jared con Meleleen, Meleleen con Cainam, Cainam con Enoch, Enoch con Seth, Seth con Adam, Adam con Đức Chúa Trời.